Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp phần 9 của tiểu thuyết tình báo Một mình nơi đất khách của nhà văn Nguyễn Sơn Tùng Chương 16 Đi hay ở Chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines hạ cánh xuống sân bay khai tác vào lúc 5 giờ chiều Trong số hành khách từ máy bay bước xuống, có một người mang hộ chiếu, tặng quà, chạc 45 tuổi, đeo kính cận thị, mặc âu phục sang trọng, thắt cà vạt đỏ, tay sách chiếc cặp du lịch Samsonite màu xám, bước vào phòng hải quan ở sân ga để xuất trình giấy tờ và hành lý. Ít phút sau, tầng tiên sinh thùng thẳng bước ra khỏi nhà ga, ngó trước ngó sau. Một chiếc xe Toyota có kẻ chữ Thailu County, loại xe nhỏ chở hàng, đậu ngay phía trước hàng xe, làm cho tầng tiên sinh mừng rỡ. Y bước tới gần hỏi người lái xe Thưa ông, ông có trở về công ty bây giờ không ạ? Thưa tiên sinh, ngài họ gì ạ? Dạ tôi họ Tăng Người lái xe vội mở cửa xe phía sau trân trọng Xin mời Tăng tiên sinh lên xe Chúng tôi được lệnh đến đón ngài Tăng cảm động như vậy Ngài đại diện đã điện cho công ty biết trước Và cho người tới đón mình Y ngồi vào trong xe, thở phào khoan khoái Chiếc xe chạy vào trung tâm Kowloon đến đại lộ Nathan và dừng lại trước khu nhà 5 tầng lầu đồ sộ của công ty Tai Lu. Lúc này đường phố xe cộ đông đúc, khách bộ hành đi lại chật lề đường. Có hai thanh niên đứng coi bảng thông báo trước cửa công ty. Một số trẻ em bán báo, bán bánh kẹo và thuốc lá đang mời khách eo xèo. Tặng tiên sinh thong thả bước xuống xe, tay phải xách chiếc Samsonite, mắt ngước nhìn lên cổng ra vào để tìm kiếm người liên lạc. Viên tài xế giơ tay chỉ. Xin mời ngài vào văn phòng thường trực. Tăng Hoa phấn khởi bước vào. Y hy vọng vào sự tiếp đón ân cần của chủ nhân ở đây. Y sẽ được nghỉ ngơi, ăn chơi xả láng sau thời gian công cán vất vả trên đất phù tang. Còn đang mơ mộng và hy vọng thì Y chợt thấy ai đó xô mạnh mình, chúi xuống. Rồi chiếc cặp đang sách ở tay đã bị ai đó giằng mất. Tăng tiên sinh hốt hoảng la lớn, và nhìn theo, thấy một thanh niên đang cầm chiếc cặp của y tháo chạy. Viên tài xế đã quay lại và rượt theo kẻ gian. Tên gian băng qua đường và thấy chiếc cặp của mình cho người khác. Tên này đón lấy và cùng lúc có một chiếc xe mô tô nổ máy. Lướt tới bên, tên gian nhảy phóc lên xe. Chiếc xe mở hết ga, rú lên, rông thẳng, trước tiếng còi rúc rồn dập của cảnh sát. Một vụ cướp giật giữa ban ngày trước cửa công ty Tai Lu trên đường Nathan. Nạn nhân là một thương gia vừa từ Tokyo tới. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là chú hai. Xe của trường biệt kích lên đón Bảo Trung vào lúc 2 giờ chiều. Sakura đã chia tay về trụ sở. Nàng để lại cho anh một dư âm vừa dịu dàng và ngây ngất. Và Sakura cũng ghi lại một dấu ấn trong trái tim. Một chàng trai kỳ dị và dễ thương, mặc dù trong nội tâm anh chàng đầy bí ẩn. Bảo Trung gặp riêng Victor Long, thấy anh đến Thiếu Ta Long vui mừng báo tin. Sở Cảnh sát Tokyo vừa thông báo sáng nay là đã bắt được hai tên biệt kích Ngô Nam và Hoàng Cơ. Chúng tôi đang chờ anh xuống để bàn việc. Bảo Trung kéo tay Victor Long nói nhỏ. Tôi cần bàn riêng với anh, đừng để cho bất cứ ai biết công việc của chúng ta. Vậy thì anh vào phòng làm việc của tôi trong kia. Sau khi bắt tay đại úy Pierre, Vũ Thăng, anh theo Victor Long vào phòng riêng, anh hỏi nhân viên điện đài của anh có đáng tin cậy không? Có, hắn được đưa từ Hà Nội sang, người của phòng nhì. Vậy anh cho chuyển ngay bức điện này đến Hồng Kông theo tần số X vào lúc 10 giờ 30 đêm nay. Đây là một bức điện rất quan trọng về chính trị. Anh nên lưu ý bảo mật và phải chuyển kịp thời, kéo lỡ thì hỏng hết mọi việc. Được, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chỉ thị làm đến nơi đến chốn. Còn việc thứ hai, về hai tên biệt kích anh sẽ cho người lên sở cảnh sát xin giải chúng về trường, giam giữ hoặc là gửi vào nhà tù Yokohama cho tới khi mãn khóa sẽ cho chúng xuống tàu luôn thể giải về phòng nhì ở Hà Nội để họ khai thác. Còn bao lâu nữa thì bế mạc khóa học này? Còn một tháng nữa. Một tháng, kể ra cũng hơi dài. Tôi sẽ về Hà Nội báo cáo với Thiếu tướng để ngài quyết định. Các anh hãy chờ vậy. Còn anh khi nào trở về? Tôi còn phải qua Hồng Kông có chút việc. Hai ngày nữa tôi sẽ đi. Nếu có điện từ Hồng Kông tới, anh cho tôi biết ngay nhé. Vâng, anh cho tôi biết qua tình hình về những sự việc vừa phải ra xảy ra được không? Anh hãy đọc qua báo cáo của tôi, gửi về cho thiếu tướng thì rõ. Tôi có thể riêng cho anh đọc. Rất cảm ơn nhiệt tình của anh. Tiện đây cũng xin báo để anh biết, trong trường ta xảy ra những chuyện không hay trong đám học viên, có hiện tượng chia rẽ, bẻ cánh và thường chúng hay châm chọc khiêu khích lẫn nhau, gây rối loạn cả trường. Anh có thể chia bọn chúng làm hai phe, một phe thân Pháp và một phe sùng bái Mỹ. Tôi sẽ để đạt lên tham mưu trưởng, nếu cần thiết thì giải tán hết, sau khoa học này sẽ rút về nước. Victor Long hơi trột dạ, khẩn khoản nói với Bảo Trung. Về chuyện lộn xộn này, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết cho ổn, đừng nói với bộ tổng tham mưu nữa. Nếu anh có về thì chỉ để đạt lên bộ cho chúng tôi thêm người có năng lực để chúng tôi củng cố lại phân hiệu. Bảo Trung làm ra vẻ đồng ý. Vâng, tôi sẽ thực hiện những yêu cầu của anh. Xin thành thật cảm ơn anh trước. Takamitsu bị nhốt dưới hầm tàu đã một tuần lễ. Anh đang ôn lại những sự việc xảy ra. Kể từ hôm có lão đeo kính trắng hỏi cung anh cho tới nay, chúng không hề đả động gì hỏi han gì nữa. Hàng ngày đến bữa là chúng đem cơm nước đến cho anh, cà phê, thuốc lá đầy đủ. Mỗi lần anh gào thét đòi chúng thả anh ra, chúng đều im lặng một cách lì lợm, và cứ thế kéo dài đến hôm nay trời đã quá trưa anh vẫn chưa thấy chúng đem cơm mà bụng anh thì đã đói ngấu anh bước lên cầu thang lấy tay gõ vào cửa hầm một lúc chẳng thấy ai đáp lại anh bực mình đấm mạnh cánh cửa bỗng bật lên bật xuống lấy làm lạ anh lấy tay đẩy cửa lên thì ra chúng không cải chốt cửa anh bước lên khoang tàu không một bóng người chiếc túi đựng đồ nghề của anh trao lủng lẳng trên móc áo anh nhìn trước nhìn sau nghe ngóng chẳng có một ai, chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn tàu và những tiếng lao sao trên bờ biển. Anh chạy tới chỗ treo túi đồ, lấy xuống kiểm tra. Đồ đạc vẫn còn nguyên, máy ảnh, máy ghi âm, đèn flash chỉ mất mỗi một quyển sổ tay ghi chép lặt vặt. Takamitsu nhìn chiếc máy ghi âm, thấy có gắn một chiếc băng lạ. Anh ấn nút bật lên, nghe thấy có tiếng người nói, giọng oang oang. Chúng tôi là những người yêu nước Việt Nam, sống lưu vong trên thế giới. Chúng tôi chiến đấu vì mục đích giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ngô Chí Sĩ, chúng tôi đã giành được những thắng lợi đáng kể và được sự đồng tình ủng hộ của các nước đồng minh, nhất là người bạn lớn Hoa Kỳ. Vì điều kiện đặc biệt, chúng tôi buộc lòng phải bắt giữ bạn và đến nay công việc đã xong, chúng tôi trả lại tự do cho bạn. Chúc bạn mạnh khỏe và trở về sum họp với gia đình vui vẻ. Vui vẻ cái con khỉ. Takamitsu bực mình vì những giọng điệu ba hoa của chúng. Anh rất hận cả một tuần lễ bị giam vô cớ làm thiệt hại đến công việc và thì giờ quý báu của anh. Phải cho chúng mày vào nhà đá tất cả mới được. Máu nghề nghiệp của Takamitsu nổi lên. Anh lấy máy ảnh ra gắn đèn flash. Anh quay xuống hầm tàu chụp vài kiểu nơi chúng giam anh. Sau đó lên khoang tàu chụp tất cả các góc độ của chiếc tàu vô chủ. Chuyến này về anh sẽ viết một bài phóng sự giật gân kèm theo những hình ảnh minh họa danh tiếng takamitsu lại nổi lên như cồn sakura cùng kato mượn ô tô của công ty kachima đến khách sạn chờ bảo trung xuống nhà chị em kỳ an hai chị em rất mừng rỡ ra đón khách quý kỳ nam hỏi bảo trung anh đã biết chuyện gì mới xảy ra ở nhà em chưa anh đã được chị sakura cho tin rồi hiện nay bác em đâu rồi dạ sau khi bị ám sát hụt bác em đã được tướng enimori ở cục phòng vệ cho người xuống đón hiện nay bác em ở danh trại cục phòng vệ chứ không được ở ngoài nữa bảo trung gật đầu như vậy càng an toàn anh cũng định đến khuyên bác phải vào danh trại ở mới yên được kỳ an lấy tờ báo mainichi đưa cho sakura xem chị đã đọc bài ký sự này chưa anh chàng takamitsu mới được thả về hôm qua giật gân lắm sakura lướt nhanh bài báo nàng bật cười khúc khích chà anh chàng này yên hùng quá một mình chống lại một tổ chức găng tơ bị bắt bị tra tấn nhưng nhất quyết không tiết lộ bí mật đã dùng mưu trí thoát khỏi nơi giam giữ trong chiếc tàu cũ lại còn chụp được cả những tấm hình của con tàu đó nữa giỏi thật là giỏi kỳ an thắc mắc hỏi có phải thật như vậy không hay là chỉ bốc phét nếu anh ta không tiết lộ bí mật thì làm sao bọn hung thủ lại biết chỗ của bác em ở kyoto mà đến quấy nhiễu hành thích sự thật thế nào hả chị sakura giải thích theo lập luận của mình có thể thế này một là anh ta bị buộc phải chỉ nơi ở của kỳ ngoại hầu bọn chúng giữ anh ta lại để khỏi lộ tới khi nào giải quyết xong công việc mới thả về hai là nếu anh ta không khai thì cũng đã gián tiếp làm lộ nơi ở của kỳ ngoại hầu kỳ nam nói xen vào theo em biết thì tay phóng viên này không biết chỗ ở của kỳ ngoại hầu vì bác em chỉ tiếp anh ta một lần ở nhà em mà thôi bảo trung ngắt lời hỏi kỳ nam có khi nào anh ta nói chuyện bằng điện thoại đến đây không anh ta có ghi số điện thoại nhà em nhưng thường đến thẳng đây vì anh ta biết nhà nói đến đây bỗng kỳ nam chợt nhớ ra thôi đúng rồi trước hôm bác em bị mưu sát vài ngày có người xưng danh là bạn của phóng viên takamitsu muốn gặp bác em nói chuyện em trả lời là bác em kỳ an nóng ruột bảo em trả lời làm sao em trả lời bác em còn bận đi câu cá chưa về sakura nghiêm trang nói như vậy là bọn gian đã khai thác được chính nơi cần biết. Ở Kyoto có hồ thanh thủy nổi tiếng nhiều cá mà lại dễ câu. Bọn chúng đoán ra bác em ở đâu rồi cho tay chân đi dò xét. Hai tên biệt kích đánh rơi chiếc bút máy kim tinh trên bờ hồ thanh thủy chính là chỗ bác em hay câu cá. Có vậy thôi. Bảo Trung bổ sung thêm. Bọn gian lấy được quyển sổ tay của phóng viên Takamitsu có ghi số điện thoại bí mật. Chúng đã lần ra đường dây. Như vậy mới có cú điện thoại gọi tới đây. Kỳ Nam giận chân. Em hiểu rồi, chính em làm lộ bí mật nơi ở của bác em, thật là đáng tội. Bảo Trung an ủi. Không phải em, mà trước tiên là tay phóng viên đã để mất quyển sổ tay ghi chép số điện thoại. Kỳ An cũng sững sờ. Thật là may phúc cho nhà ta, tai qua nạn khỏi, nhưng chúng em sợ bọn chúng sẽ còn trở lại đây nữa tìm bác em. Sakura chấn an hai chị em. Không còn gì đáng sợ nữa các em ạ, à. bọn chủ mưu đã trốn khỏi Nhật Bản, bọn giết người đã bị bắt hết rồi anh bảo trung cũng suýt bị chúng giết ở ngay nhà hăn của khách sạn cùng đêm hôm ấy kỳ nam và kỳ an cùng kêu lên lại có chuyện ấy nữa hả anh bọn chúng ghê gớm thật nhưng vì sao chúng định giết anh kato bây giờ mới tham gia vào câu chuyện chính vì anh bảo trung đã phát hiện ra dấu vết bọn chúng ở nhà bác em dưới kyoto vì vậy chúng thù nghĩa là chúng muốn giết kỳ ngoại hầu và bất cứ ai muốn bảo vệ bác Kỳ An chép miệng suýt xoa. Thế là anh Bảo Trung cũng phải vạ lây. Bọn em và bác em sẽ nhớ ơn anh nhiều. Bảo Trung lần lượt nhìn hai chị em Kỳ An, trong ánh mắt thương cảm anh nói: "Anh xuống thăm các em lần cuối để từ biệt, vì mai kia anh phải đi rồi. Chúc các em ở lại tiếp tục học hành cho thành tài, cho anh gửi lời thăm và chúc sức khỏe tới bác Kỳ ngoại hầu." Kỳ Nam luyến tiếc nhìn anh, giọng tha thiết: "Thời gian anh ở đây ngắn quá." chúng em cũng học được anh rất nhiều điều tốt. Chúng em sẽ rất nhớ anh. Mong anh gửi thư cho chúng em luôn nhé. Bảo Trung gật đầu. Cho anh gửi lời thăm Sawada. Dạ, chúc anh lên đường bình an. Hai chị em Kỳ An, Kỳ Nam nhìn theo ba người khi chiếc xe quay về nội đô. Bảo Trung giơ tay vẫy chảo lưu luyến. Ở nơi đất khách quê người, được gặp người đồng hương, lại được sự giúp đỡ chân tình. Hai chị em Kỳ Nam cảm động vô cùng. Cuộc chia tay quá đột ngột làm kỳ nam như thấy bị mất mát một cái gì quý giá. Anh thẫn thờ và chợt ngỡ ngàng nói với chị. Chị em mình thật là lú lẫn, quên không hỏi địa chỉ của anh ấy để viết thư. Kỳ An bảo em. Ờ nhỉ, nhưng không sao, mình sẽ hỏi chị Sakura hoặc Kato thì khác biết. Hồng Kông buổi chiều, khi mặt trời còn để lại ánh sáng tàn vàng rực màu cam trong những đám mây trên dãy bình sơn, thì cũng là lúc chiếc máy bay của hãng Cathay hạ cánh xuống cài tắc. Ngọc Mùi ra đón Bảo Trung đưa về khách sạn Sunia. Em nhận được điện mật của anh chứ? Có, và em đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Mùi nở một nụ cười thỏa mãn khi vừa lái xe vừa nói chuyện với Bảo Trung. Anh có biết em nhờ ai thực hiện công việc ấy không? Anh làm sao mà biết được? Chính bằng của Hồ Ly đấy. Mấy đứa mà bị anh đánh ngã dạo trước ấy, bọn chúng đã giúp em lấy được cặp tài liệu. Chúng đón ở sân bay hay trên đường đi ngay trước cửa công ty tai lu bọn chúng làm chớp nhoáng tên kia trở tay không kịp em giỏi lắm bảo trung thành thực khen khiến ngọc mùi rất phấn khởi bọn chúng có phản ứng gì không ngọc mùi kiêu hãnh tên tài xế của công ty rượt theo nhưng không kịp còn tên chính khách thì đứng chết chân sau đó nghe đâu tên đó đi luôn chứ không vào công ty nữa có lẽ sợ đánh mất tài liệu bọn chúng có thể xử chúng tài liệu hiện em đang giữ chứ vâng một chiếc Samsonite có hai đáy, trên là quần áo, còn dưới là tài liệu. Có gì quan trọng lắm không? Em chưa coi kỹ, hình như trong đó có một bản danh sách những nhân vật mà chúng dự định thành lập một chính phủ lưu vong. Em chi phí việc này có tốn kém lắm không? Không đáng kể, khoảng gần một ngàn đô la Hồng Kông. Bảo Trung lẩm nhẩm. Thật là quá rẻ em nhỉ? Ngọc Mùi cười vẻ tự mãn. Bọn chúng đều là đệ tử của em mà. Nếu như người khác thì vụ này ít nhất cũng phải tốn 5.000 đô la Hồng Kông. Bảo Trung bàn với Ngọc Mùi. Tài liệu này rất đáng giá. Vì vậy em có thể cứ báo về Hà Nội một khoản tiền lớn hơn đã thực thi. Anh sẽ xác nhận cho em. Em thấy thế nào? Em cũng định bàn với anh như vậy. Chúng ta cũng cần phải mua sắm những thứ cần thiết. Em chuẩn bị cho anh một số quà đặc biệt. Rất cảm ơn em. Ngọc Mùi liếc nhìn Bảo Trung nàng thấy khuôn mặt anh tràn ngập niềm vui nàng nói với anh giọng chân thành nếu khi nào anh thấy thích thì anh qua bên này sống với em em lúc nào cũng sẵn sàng đoán tiếp anh như người thân thiết nhất anh nghĩ thế nào con đường phía trước của anh còn quá dài nhưng biết đâu có thể có một khúc ngoặt bất ngờ anh sẽ ghi nhận tấm lòng thành thực của em và cảm ơn em nhiều đúng con đường phía trước của anh còn quá dài cuộc kháng chiến ở quê hương đang bước sang thời kỳ quyết liệt quân đội Việt Nam đang mở cuộc tấn công ở Lai Châu, Tây Bắc và phối hợp với quân đội bạn trên khắp chiến trường Lào và Miên. Kế hoạch Nava định đánh phá đồng bằng giành thế chủ động của Pháp đang phát sản. Anh nên nghỉ ngơi ở đây vài ngày cho tâm hồn thoải mái. Công việc coi như đã hoàn thành, đồng ý không? Anh cũng muốn lắm, nhưng em biết đấy, công việc của chúng ta không bao giờ có ngày nghỉ cả. Anh sẽ ở lại làm việc với em ngày mai, sáng ngày kia anh phải về Hà Nội. Cả phòng tham mưu đang ngóng chờ anh. Ngọc Mùi giọng giận dỗi Anh thì lúc nào cũng viện lý do Chỉ mệt cho anh thôi Chức thiếu tá của anh vẫn chưa đủ Còn muốn ngoay lên nữa phải không Ai chẳng muốn được nhàn rỗi Nhưng nhiệm vụ cấp bách Phải chuyển tài liệu về càng sớm càng tốt Em phải giúp anh hoàn chỉnh hồ sơ Và em nên nhớ là có một nửa công thuộc về em đấy Ngọc Mùi chặt lưỡi Trẻ lại thế nữa Thôi được kể từ giờ phút này đến hết ngày mai Quyền hành thuộc về em Em sẽ chỉ huy anh anh không được cãi lại bất cứ một công việc gì, nghe chưa? Bảo Trung bật cười. Sao lại phát xít thế nhỉ? Thôi cũng được, nhưng em định hành hạ anh những gì đây? Ngọc Mùi cười kín đáo. Anh phải khai hết những việc làm mờ ám của anh với những cô gái Nhật. Em ở đây, nhưng cũng biết hết rồi đấy. Bảo Trung cãi. Không có gì đâu, em chỉ bắt nọn thôi. Các cô gái Nhật e, hay e lệ khó gần lắm. Ngọc Mùi tự nhiên thấy lòng hoan hỷ nàng đúng là một cô gái sôi nổi hay nghi ngờ nhưng cũng dễ tin tàng hòa đứng ngơ ngác nhìn quanh trước nhà hàng jambo ở khu alberdin để tìm người quen cũ y hy vọng sẽ ẩn náu qua thời gian rủi ro này tránh được sự trừng phạt của ông chủ sau khi đánh mất cặp tài liệu quan trọng tàng hòa không thể lường trước được những tai họa liên tiếp giáng xuống đầu họa vô đơn trí phúc bất trùng lai y bây giờ chỉ cầu may gặp lại được người bạn cũ thường hay đến bán vé số ở trước nhà hàng vào những buổi chiều tàng hòa thơ thẩn đi đi lại lại trong lòng một nỗi buồn rười rượi cộng với sự lo lắng làm cho y như người mất hồn một cô gái làng chơi ăn mặc diêm rúa phấn son lòe loẹt trông thấy y ăn mặc sang trọng tưởng khách đi tìm hoa nên đến gần hỏi tiên sinh có muốn đi giải trí cùng em không tàng hòa giật mình và chợt hiểu ra y bối rối đáp không tôi đang bận cô gái không buông tha Tiên sinh có bận gì đâu Em thấy ngài cứ quanh quẩn ở đây mãi từ nãy giờ Phí thời gian quá Đi chơi với em một lúc đi nào Tăng Hoa ngập ngừng Chưa biết xử trí ra sao Đã hơn một tiếng y lạng vàng ở đây Mà chưa tìm được người quen Y cũng thấy nản lòng Định bụng sẽ đi thuê khách sạn nghỉ tạm trong đêm Rồi mai sẽ liệu Bây giờ hay là cứ liều phó thác tấm thân già này Cho cô gái giang hồ Tiếng cô gái lại càng thánh thoát Em biết tiên sinh đang buồn chắc có chuyện phiền về gia đình chăng hãy quên đi tiên sinh ạ à? đi với em một đêm ngài sẽ hết buồn phiền đời người chẳng được là bao tội gì không tận hưởng những thú vui khi mà ta còn được hưởng Dằm năm nữa ngài đã già rồi thì còn thích gì nữa phải không tiên sinh em định đưa tôi đi đâu bây giờ cuối cùng tàng hòa cũng siêu lòng để cô gái khoác tay hãy vào nhà hàng cho em ăn uống đã sau em sẽ dẫn tiên sinh vào động bồng lai like cô gái kéo tay tàng hòa vào một bàn gần mặt biển gọi rượu vang và đồ nhắm nàng được tranh thủ ăn một bữa no nê tàng hòa cũng đang đói bụng nên ăn uống ngon lành quên phát nguy hiểm đang chờ cô gái vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa ba hoa kể chuyện trên trời dưới đất nàng nghĩ bụng hôm nay vừa được ông khách sộp bỗng có hai người lực lưỡng bước đến bàn ăn một người lịch sự cúi đầu chào tàng hòa nói chúng tôi được lệnh của sếp mời ngài về ngay công ty tại sao ngài lại bỏ đi đột ngột như vậy Tăng hòa run rẩy buông rơi cái nĩa nhìn hai người lắp bắp hỏi lại các ông nói sao các ông là ai chúng tôi ở công ty tai lu chúng tôi tìm ngài suốt từ chiều đến giờ sếp đã được tin và có điện về nhật hỏi ý kiến mời ông về ngay công ty sếp đang chờ Tăng hòa bẩn thần đúng là thiên la địa võng không chạy đâu thoát cô gái hồng kông giọng nhõng nhẽo Em đề nghị hai ông cho tiên sinh đi chơi với em đêm nay đi Tiên sinh đang buồn Mà hay là mời cả hai ông cùng đi Em còn mấy cô bạn xinh lắm Sẽ tiếp hai ông chu đáo mà Hai ông vui lòng nhé Một trong hai người trừng mắt Thôi đi cô bé Chúng tôi không có thì giờ Cô gái cằn nhằn Người đâu mà bất lịch sự Ăn cũng không để yên Tăng Hoa buồn bã gọi phục vụ tính tiền Rồi đứng dậy không nói một lời Bỏ lại cô gái ngồi ngơ ngác hai người lực lưỡng kèm Tăng quà ra khỏi nhà hàng, đẩy lên chiếc xe của công ty nổ máy. Tăng Hòa được dẫn vào một phòng làm việc của công ty, trông thấy y, người quản lý nổi giận lôi đình đập bàn quát. Ông làm ăn như vậy hả? Lại định trốn tránh trách nhiệm phải không? Tội ông thật đáng chết, nhưng ngài đại diện thương tình tha cho ông, nhưng ông phải chuộc tội. Tăng Hòa đã được bình tĩnh trở lại, y lắp bắp nói. Thưa ông quản lý, quả thật tôi đâu có muốn chuyện ấy xảy ra, Chắc là đã có kẻ theo dõi tôi từ lúc ở sân bay. Thật là bất hạnh cho tôi. Mong ông thông cảm. Ngài quản lý đã bớt giận trước thái độ sợ sệt của Tàng Hòa, nên ông đã dịu dàng trở lại. Ông Tăng, ông có biết tài liệu này quan trọng như thế nào không? Bao nhiêu vận mạng con người đều ở trong đó, vậy mà ông để mất. Bây giờ ngài đại diện đã quyết định cứ ông về Việt Nam để công cán. Trở về Việt Nam? Trời ơi! Tăng Hòa thẳng thốt kêu lên đau khổ. Ngài quản lý lạnh lùng. Một là ông phải chết, hai là phải về Việt Nam. Ông muốn chọn cái nào? Tàng Hòa thất vọng rên rỉ. Về Việt Nam tôi sẽ làm được gì? Và liệu có làm nổi không mà về? Sẽ có nhiệm vụ cụ thể cho ông. Ông quyết định thế nào trả lời ngay, đi hay ở? Tàng Hòa không còn con đường nào khác đành phải nhận. Tôi xin đi Việt Nam. Chỉ mong các ngài thương tình đừng đẩy tôi vào chỗ chết. Chiếc máy bay Air France chờ báo chung về Hà Nội vào một buổi chiều trời mưa tầm tã. Bầu trời dày đặc mây đen, mưa như chút nước xuống sân bay, nước ngập trắng xóa cả một vùng phụ cận. Chỉ có một mình Âu Vi Lanh ra đón Bảo Trung. Anh hỏi sau khi xách chiếc Samsonite và ngồi trong ô tô. Thanh Lan không ra đón hở thiếu tá. Âu Vi Lanh lắc đầu. Đội bổ câu đi công tác hết rồi. Ở nhà dạo này buồn quá thiếu tá ạ. À? Bảo Trung thắc mắc hỏi. Bọn họ đi đâu vậy? Lên Tây Bắc hết. Dạo này ta đang mở chiến dịch giáp biên giới thượng Lào. Đại tá Risa Milang vừa ở trên ấy về đại tá có biết tôi về hôm nay không có sáng nay tôi có báo cho ông ấy biết ông ấy rất mừng về kết quả công việc của anh xin chúc mừng anh những tin tức tôi nhờ trường biệt kích điện về phòng có nhận được đầy đủ không có lẽ đủ anh thử kiểm tra lại xem tôi còn để ở văn phòng sau khi đã chỉnh thiếu tướng đọc anh thấy ý kiến thiếu tướng thế nào ô Vĩ lanh đã cho xe chạy lên cầu long biên anh đang ấn còi để các xe gắn máy tránh nên chưa trả lời bảo trung nhắc lại Thiếu tướng có nói gì về trường biệt kích không? À, hình như ngài định cho rút về sau khóa này. Tình hình ở đó lộn xộn lắm phải không? Đúng, không nên duy trì nữa. Tôi nghĩ nên cho về là hơn. Nếu còn duy trì mãi, tôi e rằng các học viên sau này họ không nghe lời người Pháp chúng ta mất. Ô cũng tỏ ra lo ngại. Tình hình bên ấy sâu lắm phải không? Ngày mai anh sẽ báo cáo lại bằng miệng cho thiếu tướng thật rõ thêm. Vâng, tôi định mai sẽ báo cáo tỉ mỉ ô vi lanh nhìn bảo trung nhận xét anh dạo này gầy hơn trước có lẽ bị mất ngủ chăng bảo trung thở dài tôi bị bệnh đau đầu thường xuyên có lẽ vết thương cũ lại tái phát ô lanh khuyên anh nên đi khám bác sĩ cần nghỉ ngơi điều trị ít ngày vâng có lẽ ai nhờ anh nói với thiếu tướng Dùm cho tôi nghỉ ít ngày anh cứ yên trí mai tôi sẽ đề nghị giúp anh sáng hôm sau anh báo cáo công việc trong thời gian qua Nhật cho Thiếu tướng Mark Sang và Đại tá Samilang nghe. Anh nộp bản phim tài liệu cho Thiếu tướng. Anh đã kịp sao lại nguyên bản. Thiếu tướng trao lại cho Đại tá Risa Milang nghiên cứu và xử lý. Thiếu tướng đồng ý cho anh nghỉ 3 ngày để bồi dưỡng sức khỏe và ông nói Tôi quyết định giải tán trường biệt kích ở bên đó cho về nước hết. Nếu kéo dài tình hình này không có lợi, anh thấy thế nào? Anh khiêm tốn đáp Thưa Thiếu tướng, Ý kiến quyết định của ngài thật sáng suốt, nếu cứ để tồn tại trường trong tình hình này thì đúng là không có lợi. Hiện nay một số đồng học viên đã tỏ ý không phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Họ ý vào sự báo trợ của người Mỹ nên họ quay thưởng chúng ta. Sẽ cho chúng ra mặt trận hết. Thiếu tướng Max Sang đã có vẻ nóng nảy, bộc lộ ý nghĩ của mình. Đại tá Risamilang bình tĩnh hơn đề nghị. Thưa thiếu tướng, tôi đồng ý với thiếu tướng cho gọi toàn bộ phân hiệu của trường về. Chúng tôi sẽ mở cuộc thanh lọc để tìm ra những kẻ chống đối. Chúng ta sẽ có biện pháp trừng trị chúng, nhưng trước hết chúng ta phải làm tốt vấn đề phân loại. Đồng ý, tôi ủy nhiệm cho đại tá làm việc này. Sau hai ngày, Bảo Trung lấy cớ đau đầu, anh lấy giấy giới thiệu đến bệnh viện khám sức khỏe. Anh gặp A45, chuyện bản sao tập tài liệu kèm theo báo cáo ra chiến khu. Nội dung báo cáo có những điểm chính quan trọng như sau. 1 hiện nay có những tổ chức chính trị khác nhau sống lưu vong ở nước ngoài và được hỗ trợ của các nước hữu quan. Họ đang tranh giành nhau ảnh hưởng và tìm cách thanh toán lẫn nhau. Nghiêm trọng nhất là vụ án chính trị xảy ra tại Nhật Bản. Kỳ ngoại hầu cường để bị mưu sát và kẻ mưu sát là tay chân của chi sĩ họ Ngô. Người Mỹ đang chuẩn bị giao giết để hết cả người Pháp ở Đông Dương. Họ đang thành lập một ekip để chuẩn bị thay thế chính phủ bảo đại trong một thời gian tương lai rất gần. 2. Mỹ đã đổ bộ thêm vào Việt Nam 200 sĩ quan và binh sĩ không quân kèm theo trên 100 phi cơ chiến đấu Spitfire, có thể xuất phát từ hàng không mẫu hạm động ngoài khơi hoặc là sân bay từ đất Thái Lan. 3. Quân đội Pháp đang tập trung binh đoàn cơ động, dự kiến vào trung tuần tháng 10 sẽ mở cuộc hành quân, đánh vào khu vực Tây Nam Ninh Bình thuộc đồng bằng Bắc Bộ. 4. Có tin chưa xác định là sau khi đình chiến ở Triều Tiên, hạm đội Mỹ sẽ điều một số quân về vùng biển Trung Hoa và Vịnh Bắc Bộ. Trong cuộc họp mặt các sĩ quan tham mưu tại cơ quan, Đại tá Rizamilang đã đọc báo tình hình và nhiệm vụ. Ông nêu rõ nhiệm vụ chính của quân đội Liên Hiệp Pháp, thu đông 553 là phải tích cực thực hiện kế hoạch của Đại tướng Nava đề ra, đã được Bộ Quốc phòng và Chính phủ Pháp thông qua là một Tập trung binh lực cơ động Bình Định Đồng Bằng, bao gồm cả ba miền Trung Nam Bắc, củng cố Tây Nguyên để làm bàn đạp và điểm tựa chung cho cả Đông Dương, giành lấy thế chủ động trên khắp chiến trường. 2 tích cực đôn quân bắt lính, củng cố ngụy quyền, dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Cuối năm 53, phải tổ chức được 50 tiểu đoàn khinh binh, bảo an và phải nâng số chính quy của quân đội quốc gia lên trên 20 vạn. Đại tướng Nava hiện nay là tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Ông muốn mau chóng kết thúc chiến tranh bằng kế hoạch của ông, nhưng tiếc thay những cố gắng của ông không sao thực hiện được bởi nhiều lẽ chủ quan và khách quan, nhất là trong cơ quan tham mưu Pháp có những người phá từ trong phá ra. Do đó sau này, ông đành phải ôm hận làm bại tướng Nava. Chương 17 Cô gái sông Hương Những cơn mưa bão rồn dập đổ vào Huế, làm cho kinh thành tiêu điều ảm đạm, ngập đường cành cây gãy ngổn ngang, những căn nhà lợp tôn lợp lá bị tốc mái rách nát, một vài công trình cổ xưa bị sập đổ hoang tàn. Nước sông Hương bị lũ đổ về đục ngầu quần cuộn chảy, có vẻ dữ dằn, cuốn phăng những vật nổi bập bềnh xác cây cối xác súc vật rác rưởi tuôn ra cửa biển thuận an giữa trời mưa gió trên đường trần hưng đạo có một cô gái đang đạp xe đạp nàng mặc chiếc áo mưa bằng ni lông màu hồng có mũ bịt đầu tuy vậy cũng không chống lại được những giọt mưa xối xả đập vào mặt vào người và những đợt gió xoáy muốn quật ngã thân hình mảnh khảnh của nàng mặc cho mưa gào gió thét cô gái vẫn băng băng đạp xe qua cầu tràng tiền bất chấp mọi gian nguy sau khi vượt khỏi cầu nàng đạp xe qua đường trưng chắc đến đường phan đình phùng bên bờ sông phú cam rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng cô gái giơ tay ấn chuông liên hồi ở trong nhà một đứa trẻ chạy ra mở cổng cô gái dắt chiếc xe đẹp vào dựng ở hàng hiên cởi áo mưa ra rũ nước và hỏi đứa nhỏ chú tài có nhà không cháu dạ có chú cháu ở trên lầu có ai ở nhà nữa không dạ có cả bà cháu ở nhà cô gái bảo đứa nhỏ Cháu chạy lên gọi chú xuống đây Bảo các cô Hà cần gặp Thằng nhỏ vội chạy lên lầu Vài phút sau Một gã đàn ông chạc trên 30 tuổi đi xuống sửng sốt Kìa cô cẩm Hà Trời mưa bão thế này Mà cô cũng đi ướt hết cả rồi Có chuyện gì gấp vậy Mời cô vào đây Sau khi sai đứa nhỏ đi đun nước pha trà Chú Tài kéo chiếc ghế tựa cho cẩm Hà ngồi Rồi y đứng chờ Cẩm Hà rút khăn tay ra lau nước mưa trên mặt rồi nhìn quanh, không thấy một ai, nàng mới nói. Chiều nay chú phải đi Đà Nẵng có việc cần Chuẩn bị xe cho tốt để về ngay nhé Dạ cô cho biết vô trong đó làm gì ạ đoán một người về Huế Mới có tin là ông ta Ở dưới tàu lên Hiện ở khách sạn Bình Minh Ông chủ ra lệnh cho chú phải đoán về nhà ngay Tôi sẽ cho chú biết tên Và khẩu hiệu bắt liên lạc Vâng cô cứ cho biết đi Tên ông ta là Đặng Hòa Tuổi trạc 45 Đeo kính trắng Người mập mạp Lùn Trông như người Nhật Hiện ở khách sạn Bình Minh Đến đó hỏi tên người quản lý Họ khắc chỉ Khi gặp ông ta chú phải nói Ông chủ khách sạn Đông Phương gửi lời chào Ông ta sẽ nói Tôi xin chuyển quà tới ông ngay Vậy là đúng Chú chỉ việc mời ông ta thu xếp hành lý ra xe Sau đó chở ông ta về đâu ạ? À? Chú mua sẵn một ít trái cây Cùng một ít thực phẩm Trở về luôn cho ông chủ Ông sẽ chờ ở khách sạn nhà Tôi sẽ đưa tiền ngay cho chú bây giờ Cẩm Hà mở ví, đưa cho chú Tài một sấp tiền dặn thêm. Chú phải hết sức bảo vệ ông ta trong mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu của ông chủ. Chú còn cần hỏi gì thêm không? Dạ, tôi sẽ thi hành ngay. Khoan, còn một việc thứ hai nữa. Chú phải đến cho ông Phủ Tường, nhắn tin là ông chủ mời. Ông Tường cùng các bạn ông về khách sạn chơi. Chú Tài thắc mắc hỏi lại. Cứ nhắn miệng thế thôi hả cô? Cẩm Hà lại mở ví, lấy ra một đồng bạc trắng đồng bạc cũ của Pháp đưa cho chú Tài nói. Đây là tín vật. Chú đưa đồng bạc này cho ông ấy. Ông ấy sẽ phải thực hiện theo mệnh lệnh. Nhưng không nói rõ là ngày nào về sao? Chú cứ bảo với ông ta là trong khoảng 3 ngày phải triệu tập về đầy đủ để ông chủ phổ biến tin tức quan trọng. Ông ấy cũng cần có đủ thời gian mới đi thông báo hết các bạn được. Nhưng ông chủ phải có cớ gì đó để che mắt bọn phòng nhì Pháp và bọn cảnh sát chứ không thì cùng một lúc kéo về quá đông. Cẩm Hà gạt đi. Chú cứ yên chí, ông chủ đã có kế hoạch rồi. Vài hôm nữa là đúng ngày sinh nhật, mọi việc sẽ em xuôi thôi. Còn gì nữa không? Tôi đi chuẩn bị xe để lên đường đây. Cẩm Hà nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã, nhưng bầu trời đã có vẻ sáng hơn. Nàng hy vọng mưa sẽ tạnh nên đứng dậy mặc áo mưa cáo từ. Thôi, tôi đi đây, chúc chú lên đường gặp may mắn. Sao cô không chờ cho tạnh mưa hãy về? Chú Tài nhìn bầu trời ái ngại, trong khi Cẩm Hà đã dắt xe đạp đi ra, nàng đáp lại. Tôi còn phải đi vài nơi nữa, công việc gấp lắm, mưa cũng phải đi. Cẩm Hà lại nhảy lên xe, phóng trở lại phía cầu tràng tiền. Trên bầu trời, một lằn chớp sáng lòe ngoằn ngoèo hiện ra và một tiếng sét nổ dữ dội khiến cô gái giật nảy mình. Phía trước bầu trời chợt tối om, dư âm của tiếng sét còn vang vang khiến Cẩm Hà sợ hãi. Nàng nhìn quanh, đường phố vắng tanh, có một căn nhà gần đấy có mái hiên, nàng đành phải tấp xe vào để tránh. Cánh cửa hé mở, hai cái đầu thanh niên ló ra và khi nhận ra một cô gái đẹp đang bị ướt sũng đứng trước cửa nhà, bèn ra tay hào hiệp, một chàng bước ra mời ngọt ngào. Trời ơi, người đẹp đi mô mà đội trời mưa gió vậy, ướt hết trơn rồi, hãy vô trong nhà cho ấm một chút đi, kéo cảm lạnh chết. Cẩm hà nhìn chàng thanh niên, hắn ta chạc hơn 20 tuổi, bộ mặt lưỡi cầy, mắt sâu mày rậm, một cảm giác khó chịu đến với cô. Cô đáp. Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi đang vội. Cẩm hà nhìn vòm trời, mây vẫn kéo đen, sấm chớp đùng đùng, nàng thở dài ngần ngại. Chàng thanh niên sấn sổ bước ra, cầm lấy cánh tay cẩm hà kéo vào trong nhà, miệng nói cợt nhã. Hãy vào đây chút đã người đẹp, bọn anh sửa ấm cho mà, đi mô mà vội. Cẩm hà chừng mắt nhìn hắn và liếc nhanh vào trong nhà. Bên trong nhà, còn một đứa nữa cũng đang nhăn nhở nha răng cười hãy vô chút cô em mình chi mà vội cầm hà gỡ tay tên thanh niên nàng nói lớn anh định làm gì tôi vậy tôi kêu lên bây giờ anh chàng cười giọng nghe khả ố ha ha mưa to gió lớn vậy ai mà nghe thấy cô kêu bọn anh nhiệt tình mời cô em vô chú mưa mà cô không chịu thì bọn anh sẽ phải dùng đến vũ lực mất thôi nói xong hắn xông tới định dùng sức mạnh cả đôi tay ôm bổng Cẩm Hà vào trong nhà. Cẩm Hà chống cự quyết liệt, tên thanh niên đã nắm chặt lấy hai cánh tay nàng, ép nàng vào tường. Không còn cách nào khác, nàng phải cúi đầu, ghé răng cắn mạnh vào bàn tay hắn. Tên thanh niên đau quá, kêu lên và vuốt tay, Cẩm Hà bứt được ra, nàng bỏ chiếc xe đạp, chạy thoát lấy thân. Nàng băng ra giữa đường, chạy lên cầu Tràng Tiền, mặc cho nước mưa xối vào mặt ướt sũng cả người. Nàng vẫn chạy không ngoái đầu lại. Mãi khi lên đến giữa cầu, nàng mới dáng ngoảnh đầu lại nhìn không có tên nào đuổi theo cẩm hà mới thở hào hển bây giờ nàng mới thấy mệt phải cho bọn này một bài học mới được quân du côn cẩm hà nghĩ bụng và thấy mình cũng dại dột suýt nữa thì bị hại cả cuộc đời thằng thanh niên sau khi giờ trò khả ố không xong quay vào nhà lấy bông và thuốc đỏ bôi vào chỗ bị cắn miệng lẩm bẩm con nhỏ dữ quá tên bạn hắn đứng ở trong nhà chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối thấy vậy khu khích cười. Mang danh biệt kích quân như cậu mà lại bị một cô gái cho nốc ao, kể cũng lạ thiệt. Tại mình chủ quan nên bị nàng cắn bất ngờ. Tên bạn hỏi thêm. Cô nàng bỏ luôn xe đạp hả? Thế rồi sao đây? Tên bị cắn tay phỏng đoán. Thế nào cô nàng cũng sẽ quay lại để lấy xe thôi. Chắc sẽ có người nhà đến cùng gây phiền hà cho cậu đấy. Người nhà đến thì cũng huề thôi, sợ quái gì. Lấy gì làm bằng cớ Tên bạn góp ý. Bây giờ tôi nghĩ thế này là hay nhất. Cậu hãy dắt chiếc xe quăng đi nơi khác. Nếu họ có tới thì cứ chối phát là không biết gì hết. Thế là xong. Hai tên còn đang bàn bạc để lập một mưu đồ dụ áo vô trách nhiệm thì có một chiếc xe hòm kín mít chạy tới đỗ xịch ngay trước cửa. Cửa xe mở. Trên xe bước xuống hai người đàn ông mặc áo mưa màu đen bước vào góc cửa. Hai tên ghé mắt nhìn ra không thấy cô gái nên hơi vững bụng hỏi. Ai đấy? mở cửa ra, cảnh sát đây. Hai tên nhìn nhau lo lắng, cuối cùng tên bạn bảo. Cứ mở ra, nếu họ có hỏi, ta sẽ chối băng. Cánh cửa vừa mở, hai người bước vào, chẳng nói chẳng rằng, mỗi người đến trước mặt một tên, bằng những cánh tay đã đeo quả đấm sắt cùng một lúc ra tay. Hai tên lính biệt kích quen của địa phương quân làm sao chống cự nổi những cú đấm của hai võ sĩ chuyên nghiệp, nên chỉ 10 phút sau, hai tên ôm mặt đầy máu lăn lộn ở giữa nhà rên rỉ trước khi rút ra xe một người nói cho chúng mày biết thân nhé từ giày phải bỏ thói dê gái đi chiếc xe đạp được đưa ra ô tô chiếc xe nổ máy trở về bên kia cầu tràng tiền nhẹ nhàng như khi nó đến hai tên thanh niên ham đú đỡn vừa đụng phải tổ kiến lửa và được một bài học nhớ đời đặng hòa từ chiếc tàu chở hàng cập vào cảng đà nẵng đã được một viên hải quan gặp riêng và ít phút sau đã có giấy chứng chỉ là dân địa phương được quyền đi lại và thuê mướn khách sạn. Khoảng 8 giờ tối, nhân viên khách sạn Bình Minh gọi điện thoại lên phòng báo là có người nhà cần gặp. Y vội xuống phòng khách. Một người bệ vệ mặc âu phục sang trọng đang ngồi đợi. Đặng Hòa bước tới gần, ông ta ngắm kỹ khuôn mặt của Y rồi nói. Tôi được tin ông từ chỗ ngô chí sĩ về nên đến gặp ông. Tôi là Phủ Tường. Tôi là Đặng Hòa, phụ tá của ngài đại diện. Rất vui mừng được gặp ông. Ông Phủ Tường mở ví Rút ra một tấm danh thiếp đưa Đặng Hòa Đặng Hòa cũng rút ra một tấm danh thiếp đưa lại cho Phú Tường Ám hiệu đã quy định để gặp nhận nhau Phú Tường rút thuốc lá ra mời Rồi đưa cho Đặng Hòa cả gói bảo Trong gói thuốc này có ghi địa chỉ Một người có trách nhiệm Giúp ông làm ăn ở Huế Nội chiều mai sẽ có người tới đây đón ông Ông cứ chờ và hỏi đúng mật hiệu đã ghi trong đây Ông xem xong nhớ kỹ Và đốt cả đi Đặng Hòa còn hoang mang Vì chân ướt chân ráo về đây chưa biết mô tê gì nên hỏi Thưa ông Phủ, tình hình ở đây ra sao? Ông có thể nói sơ qua cho tôi hiểu đôi chút được không? Tôi đã xa đất nước từ năm 46, thành ra không biết thế nào Phủ tường gõ điêu thuốc xuống đĩa gạt tàn, rồi thong thả nói Tình hình ở miền Trung này, nói chung sáng sủa Quân đội Pháp đang mở những cuộc bình định ở vùng ven biển và dọc trường Sơn Cố vấn Mỹ đã sang rất nhiều và đang chứng kiến các cuộc hành quân này Chính phủ của ông Bảo Đại đang lung lay nội bộ đấm đá lẫn nhau vì vậy thời cơ này là rất thuận lợi cho chúng ta tranh đấu chẳng bao lâu nữa tổ chức của chúng ta sẽ phát triển lớn mạnh nếu nắm được quân đội trong tay thì chúng ta sẽ làm một cuộc phế truất bảo đại và chân tay của ông chúng ta sẽ đón ngô chí sĩ về nước để ngài lãnh đạo quốc gia dưới sự yểm trợ của người mỹ đặng hòa phấn khởi khi bước chân xuống tàu về nước y cho rằng chuyến này cấp trên sẽ trừng trị hắn về tội đánh mất tài liệu mật đẩy hắn về Việt Nam để ra chiến trường lập công chuộc tội. Một đi là cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng bây giờ y cảm thấy tình hình rất sáng sủa và đầy hy vọng qua thông báo của Phủ tường. Y thật không ngờ, chân trời ảm đạm trong tâm khảm của y đến nay, nó rực rỡ biết bao, sán lạn biết bao. Y cảm ơn Chúa đã cứu rỗi linh hồn y. Y cảm động nói với Phủ tường. Thưa ông phủ thành thật cảm ơn ông về những thông tin quý giá này. Tôi không ngờ tổ chức của ta ở trong nước lại hoạt động mạnh đến thế hiệu quả đến thế. Tạ ơn Chúa đã cứu vớt chúng ta. Y giơ tay làm dấu thánh một cách kính cẩn. Phú tường rút ra một sấp tiền đông dương đưa cho Đặng Hòa. Ông cầm tạm vài ngàn để chi dùng trong thời gian tới. Sau này người chịu trách nhiệm giúp đỡ ông sẽ đưa thêm. Chúc ông gặp nhiều may mắn. Phú tường đứng dậy cáo từ ra về trước khi ra xe còn dặn lại. Ông nhớ kỹ địa chỉ và mật khẩu nghe. Thành thật cảm ơn ông. Đặng Hòa tiễn chân phủ tường ra khỏi khách sạn lòng hân hoan. Một viễn cảnh huy hoàng đang chờ đón. Nếu công thành danh toại thì Đặng Hòa sẽ trở thành một nhân vật tai to mặt lớn, thời thế tạo anh hùng mà. Sau những cơn mưa, trời lại tạnh, mặt trời càng chiếu sáng rực rỡ hơn. Cuộc sống trên đường phố lại rộn ràng, chợ búa tiếp tục ồn ào và xe cộ thi nhau rổ máy ẩm ĩ. Cẩm Hà theo học đại học văn hóa, ngoài ra nàng học thêm sinh ngữ Anh Pháp. Nàng nói thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh là con một ông chủ khách sạn, nàng phải giao thiệp rộng và cha nàng, một thương gia kiêm chính trị gia rất in yêu nàng và thường giao cho nàng những trọng trách mà nhiều người không dám làm hoặc không làm nổi. Cẩm Hà chỉ có hai anh em ruột, anh nàng Từ Phong hiện đang theo học ở trường đại học Sorbonne Paris, còn một mình ở nhà sau những giờ tới trường. Nàng giúp cha mẹ trông non và quản lý khách sạn Đông Phương ít khi về biệt thự nên hầu như dạo này không đến nhà giáng hương nữa khách sạn của cha nàng là một khách sạn loại sang trọng nằm trên đường Trần Hưng Đạo gần chợ Đông Ba. Tầng dưới là phòng ăn, phòng trà và phòng đan sinh, còn các tầng lầu là phòng ngủ. Hôm nay là ngày lễ mừng thọ cha nàng 60 tuổi, bởi vậy nàng phải xin phép nghỉ học ở nhà để phụ giúp và chuẩn bị tiếp khách. Bởi vì quan khách rất đông đảo, cho nên cha nàng phải tổ chức tiếp khách cả ngày lẫn tối. Bữa tiệc buổi trưa dành cho các họ hàng thân thích bà con lối xóm đến chúc mừng. Bữa tiệc buổi chiều dành cho các bạn hữu, các viên chức chính quyền, các sĩ quan quân đội Pháp và quốc gia. Còn đặc biệt buổi tối, cha nàng tiếp riêng những người thân thiết, các chiến hữu xa gần của ông. Quanh chiếc bàn tròn, trong một phòng riêng, ông chủ cùng các chiến hữu của ông và đặc biệt ông cho cẩm hà ngồi bên cạnh. Tất cả có 10 người, trong đó ông phủ tường cùng ba người bạn từ Đà Nẵng ra, một người khách mới từ ngoại quốc về còn lại ba người đều là các viên chức chính quyền tại huế trong bữa tiệc chủ nhân giới thiệu ông giơ tay về phía đặng hòa thưa các chiến hữu hôm nay tôi trân trọng giới thiệu với các chiến hữu ông đặng hòa một chiến sĩ ưu tú của tổ chức chúng ta vừa từ ngoại quốc về ông có đem theo một số tin tức quan trọng của ngô chí sĩ ở hải ngoại lát nữa sẽ áp phổ biến cho chúng ta hay đặng hòa đứng dậy quay nhìn mọi người rồi cúi chào Mọi người vỗ tay gian gian Chủ nhân lại tiếp tục Đây là ông Phủ Tường Cùng ba chiến hữu của ông Từ Đà Nẵng tới Ông Tường hiện nay là cánh tay phải của tôi Mọi người lại vỗ tay bôm bốp Chủ nhân lần này kéo Cẩm Hà đứng dậy giới thiệu Còn đây là Cẩm Hà con gái tôi Người đã giúp tôi làm mọi việc Đã thay tôi giải quyết các sự vụ Một cách rất thông minh và có hiệu quả Hiện nay cháu vẫn còn đang theo học trường đại học Huế Lần này tiếng vỗ tay mạnh mẽ hơn có tiếng hô hoan hô cẩm hà hoan hô con gái của bà trưng bà triệu cẩm hà bẽn lẽn cúi mặt nhưng trong lòng nàng dâng lên một niềm kiêu hãnh chủ nhân nói tiếp sau đây tôi xin mời ông đặng hòa phát biểu cẩm hà ngồi xuống nàng nhìn kỹ gương mặt đặng hòa bộ mặt tròn quay với đôi mắt một mí ẩn sau cặp kính cận trông ông ta gần giống gương mặt phạm quỳnh ngày trước nàng cười thầm đặng hòa xin phép được ngồi để nói chuyện rồi ý bắt đầu kể lễ bằng giọng nói ồm ồm. Kính thưa ông chủ, kính thưa các vị và các kiến hữu. Trước hết tôi xin phát biểu cảm tưởng của tôi khi mới đặt chân lên đất nước Việt Nam. Cảm nghĩ đầu tiên của tôi là tôi đã được trở về với những người thân thích, với gia đình và bạn bè thân hữu sau bao năm xa cách. Sau đó tôi rất mừng vì đất nước mình đang trên đường canh tân, ganh đua với các nước trên thế giới. Mặc dù đang quản chiến tranh nhưng tôi hy vọng một chân trời sáng lạn đang chờ đón chúng ta tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng đặng hòa tiếp tục về tới cố đô tôi mới thực sự thấy một tương lai huy hoàng đang hứa hẹn tôi đã ở trong tay những người anh em những người cùng nhau một chí hướng đấu tranh cho một quốc gia độc lập và dân chủ như tôn chỉ và mục đích của ngô chí sĩ đã đề ra lại vỗ tay kính thưa quý vị tôi xin thông báo cho quý vị một tin rất quan trọng nói khẽ trong tương lai một ngày không xa nữa Ngô Chí Sĩ sẽ trở về lãnh đạo quốc gia. Ngài đã quyết tâm trở về Tổ quốc và ngài đang được chính phủ Hoa Kỳ thu xếp cho một giải pháp thích đáng. Tôi về nước lần này là để chuẩn bị mọi phương tiện cơ sở để rước ngài về. Nhân đây cũng xin lưu ý quý vị một việc, trong thời gian vừa qua, gián điệp quốc tế có đánh cắp của chúng ta một cặp tài liệu quan trọng, trong đó có một bản danh sách những nhân vật được dự kiến thành lập một chính phủ tương lai. Bởi vậy những ngày sắp tới đây, chúng ta phải thực hiện một chiến dịch ngụy trang chúng ta phải chìm sâu vào bí mật để tránh con mắt tò mò của bọn phòng nhì Pháp và bọn cảnh sát của Bảo Đại. Nghe đến đây, tất cả các người có mặt đều tỏ vẻ lo lắng. Họ bối rối nhìn Đặng Hòa. Có người giơ tay định hỏi, nhưng Đặng Hòa tiếp tục nói để chấn an. Xin nói để các vị yên tâm. Những người có tên trong bản danh sách đó đã được thông báo kịp thời nên đã đề phòng. Chúng ta khỏi lo lắng. Còn nhiệm vụ trước mắt của chúng ta hiện nay là một bề ngoài phải làm ra vẻ tích cực ủng hộ chính phủ báo đại, nhưng bên trong phải gia tăng làm mục dưỡng bộ máy chính quyền. Hai, chúng ta phải vận động các giáo sứ giáo dân hết lòng ủng hộ Ngô Chí Sĩ. Ba, chúng ta tích cực cài người vào trong hàng ngũ quân đội quốc gia, bảo an, cảnh sát, nắm giữ lấy cương vị chỉ huy để mai sau có thể lật đổ chính phủ bảo đại một cách nhanh chóng. Đó là tất cả những điều tôi được phép trình bày do sự ủy nhiệm của Ngô Chí Sĩ. Còn phương pháp thực hiện ra sao sẽ do các vị lãnh đạo tổ chức ở đây lên phương án. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của quý vị có mặt hôm nay và nếu có vị nào có thắc mắc gì xin cứ hỏi. Phủ Tường giơ tay phát biểu. Tôi xin hỏi ông Đặng Hòa một câu, gián điệp quốc tế là gián điệp như thế nào? Họ đánh cắp tài liệu mật của chúng ta để làm gì và đánh cắp ở đâu? Đặng Hòa hơi lúng túng nhưng sau y trấn tĩnh lại trả lời. Thưa ông Phủ, gián điệp quốc tế đây là một tổ chức có nhiều điệp viên của nhiều nước tham gia, họ đánh cắp tài liệu của chúng ta với mục đích là bán cho một nước nào đó cần thiết nó để kiếm tiền, ví dụ bán cho Pháp hay ông Bảo Đại chẳng hạn, hoặc là có thể dùng tài liệu đó để gây áp lực với tổ chức của chúng ta, buộc ta phải bỏ tiền chuộc lại. Còn tài liệu bị mất cắp khi người chịu trách nhiệm giữ của ta đi ngang qua một nước trung lập và bị bọn chúng phát hiện theo dõi rồi đánh cắp. Chủ nhân bây giờ mới giơ tay hỏi: "Đề nghị ông Hòa cho biết tình hình chung của tổ chức chúng ta ở cả ba miền Trung Nam Bắc và những hoạt động của Ngô Chí Sĩ ở ngoại quốc như thế nào cho các chiến hữu đây được hiểu rõ. Vâng, tôi xin nêu lên những nét đại cương. Ở miền Bắc, do ảnh hưởng của ông Bảo Đại và người Pháp nên tổ chức của ta ngoài đó rất yếu, không hoạt động được mạnh. Một vài chiến hữu của chúng ta cài vào cơ quan Pháp và quốc gia đều bị khống chế. Tóm lại miền Bắc hầu như tổ chức của ta không hoạt động nổi. Tại miền Nam thì tình hình khả quan hơn. Có một đức cha giám mục là anh em với Ngô Chí Sĩ, cho nên hầu hết giáo dân đều ủng hộ tổ chức của chúng ta và chúng ta cũng đã được cài được rất nhiều người vào trong bộ máy chính quyền và quân đội. Còn miền Trung của chúng ta đây là chủ chốt. Nếu này mai Ngô Chí Sĩ qua về thì cũng về nơi quê cha đất tổ của ngài. Như các vị đều biết, quê hương của ngài ở làng Phước Quả bên Phú Cam và anh em bà con của ngài ở đây rất đông, lực lượng hậu thuẫn của ngài hùng hậu, hơn nữa có những cánh tay đắc lực như chúng ta ở đây, chắc chắn ngài sẽ hài lòng đến bây giờ cẩm hà mới giơ tay xin phát biểu ý kiến thắc mắc của mình thưa ông hòa tôi xin có một ý kiến thắc mắc tổ chức của chúng ta hoạt động được như vậy thì nhờ vào nguồn tài chính nào viện trợ vũ khí đạn dược sau này ai cung cấp và hậu phương của chúng ta hiện giờ ở đâu đặng hòa lúng túng về câu hỏi của cẩm hà không ngờ cô bé này lại nêu một câu hỏi cuối cùng hiểm hóc y ngập ngừng giải thích về tài trợ kinh tế thì chúng ta trông cậy vào hoa kỳ về vũ khí đạn dược sau này chính những đơn vị theo chúng ta sẽ mang về đồng thời người mỹ cũng giúp chúng ta còn hậu phương của chúng ta bây giờ có thể ở đây có thể là ở nam bộ cũng có thể là ở nước ngoài đặng hòa bí quá nói liều khiến một số người suýt bật cười hậu phương của chúng ta sao lại ở nước ngoài chủ nhân giơ tay gỡ bí cho đặng hòa kính thưa các chiến hữu ông đặng hòa đây mới chân giáo chân ướt về nước cho nên chỉ nắm được tình hình qua báo cáo vì vậy các chiến hữu thông cảm. Tôi đề nghị ông Hòa nói qua cho các chiến hữu nghe tình hình ở hải ngoại và ảnh hưởng của các tổ chức của chúng ta với ngoại quốc ra sao, xin ông cho biết. Đặng Hòa phấn chấn hẳn lên, nói thao thao. Vâng, tôi xin trình bày cùng các chiến hữu về hoạt động của tổ chức chúng ta ở nước ngoài. Như các chiến hữu đã biết, Ngô Chí Sĩ phải rời bỏ tổ quốc ra đi vì dân vì nước. Người đã bôn ba khắp các nước Đông Nam Á, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản. Đi tới đâu, Ngài cũng vận động đoàn kết các kiều bào để ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước và được kiều bào nhiệt liệt hưởng ứng. Hiện nay ngài đang ở Mỹ, người Mỹ tích cực ủng hộ ngài. Ngài đang đứng ra thành lập một tổ chức chính phủ Việt Nam ở hải ngoại để chuẩn bị về lãnh đạo quốc gia Việt Nam trong tương lai. Chúng ta hy vọng tiền đồ rực rỡ sẽ về với chúng ta. Chủ nhân giơ tay vỗ trước, mọi người cùng vỗ tay theo. Cuộc họp chuyển thành bữa tiệc chúc thọ vui vẻ và phấn khởi. Cẩm Hà rút ra phòng ngoài, nàng còn phải tiếp các bạn thân trong đó có mặt cả dáng hương. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.